Dạ vâng, em xin chào cô chú, anh chị em yêu thích đồng hồ chính hãng. Hôm nay em sẽ lên cho em một chiếc Omega, một cái phiên bản phải nói là rất là hiếm ở trên thị trường Việt Nam hiện tại. Một chiếc vàng đúc 18K, bản này là vàng trắng anh em nhé. Chỉ sản xuất giới hạn 999 chiếc. Đấy, một cái bản bát quái rất là đẹp. Đây, em sẽ trên tay luôn cho anh em cùng chiêm ngưỡng em này. Một bản review anh em nhé. Và toàn bộ phần thân vỏ khóa của chúng ta đều được làm bằng vàng trắng 18K. Đấy, rất là chất lượng. Chiếc này của em về thì tình trạng sẽ có hộp sổ như thế này nhé. Đằng sau chúng ta sẽ có thêm một cuốn sổ của Omega nữa này. Em này sẽ không còn thẻ nữa. Và em đã nó có một cái mức giá phải nói rất là tốt để cho anh em chơi và sưu tầm. Hộp sổ chính hãng của Omega anh em nhé. Một cái chiếc hộp da rất là đẹp. Còn đây là chiếc đồng hồ chúng ta này. Chiếc này em nó có size là 38mm. Một cái size cũng khá là ok. Size này nó sẽ rất là dễ để đeo. Tay anh em chỉ cần từ 15 cho đến 17.5 là cái khoảng tay đấy là đeo sẽ đẹp nhất với cái size này. Đấy, chúng ta sẽ có một thiết kế phải nói là cũng khá là quen thuộc của nhà Omega. Một kiểu thiết kế bát quái rất là đẹp. Và các cái cọc của chúng ta này, cọc số chúng ta được làm kiểu dáng cọc răng cá mập đấy, cũng cực kỳ chất lượng, một trong những cái thiết kế phải nói là làm nên tên tuổi của thương hiệu Omega luôn đây. Và điểm đặc biệt nữa của em này đó là cái dial dial caption này, anh em nhìn này đấy, dial caption li ti nhìn rất là đẹp đấy, không biết anh em nhìn trong video nó có rõ không, thực sự là em này nhìn bên ngoài nó rất là đẹp. Em sẽ lên một chút code để cho nó hoạt động nhé. Bản này chúng ta sẽ có cỗ máy chạy đạt chuẩn Sonos Master được khắc luôn ở dưới góc 12 giờ, có logo và tên thương hiệu Omega ở ngay dưới. Ở dưới này nữa chúng ta sẽ có thêm dòng chữ Automatic này, Casio này, Limited Edition này. Đấy là một phiên bản giới hạn. Ở bản này chúng ta sẽ được trang bị cỗ máy Calibre 8, sorry anh em, của Calibre 2500 với 27 chân kính và tần số động sẽ là 25.200 VBH, tích cót là 48 giờ. Cỗ máy chạy là chuẩn Sonos Master, chạy cực kỳ là chính xác và bền bỉ anh em nhé. Máy của Omega thì luôn là một cái gì đấy nó rất là chất lượng, nó vừa chính xác, nó vừa bền bỉ, ít lỗi vặt đấy, ít lỗi vặt và ít hỏng vặt. Em này thì bên em đã lên một bộ dây da cá sấu mới loại xịn để thay vào cho anh em rồi đây. Đấy, loại này cũng rất là đẹp đây, mà sao em nói nha anh em, Limited này chỉ sản xuất giới hạn 999 chiếc và chiếc này là chiếc thứ 77. Ở mặt sau chúng ta sẽ có cái chuyện có SEO này đây. Ở các cái càng thì chúng ta sẽ có chuyện kim loại quý của em nó này đây, chuyện đầu chó Vecna này, và bên này chúng ta sẽ có chuyện cân tiểu ly. Đấy, ở dưới này chúng ta sẽ có chuyện seri của chiếc đồng hồ. Đấy, khóa này cũng thế anh em nhé, khóa này cũng là khóa vàng 18K đúc nguyên khối này. Ở trong này chúng ta sẽ có chuyện này đây. Đấy, 750 này, chuyện đầu chó Vecna này, chuyện cân tiểu ly này, khóa gập của Omega. Em này thì có size là 38mm, độ dày là khoảng 10mm thôi. Size nó rất là dễ để đeo. Và càng của nó cũng khá là dài, cho nên là kể cả anh em tay hơi to một chút thì vẫn có thể đeo thoải mái với cái chiếc này nhé. Em sẽ trên tay luôn để cho anh em cùng nắm thử này. Đấy, chiếc này thì em đã có sẵn một cặp luôn, một chiếc vàng vàng và một chiếc vàng hồng. Chiếc vàng vàng thì em có lên video cho anh em rồi, có lẽ em sẽ không lên nữa và em chỉ lên chiếc vàng hồng, à cho em chiếc vàng trắng này thôi. Chiếc vàng vàng kia thì của em thì sẽ là full hộp sổ thẻ đầy đủ hết thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, còn cái chiếc vàng trắng này thì bên em đang giao lưới mức giá cực kỳ là tốt, chỉ với 142 triệu thôi anh em nhé. Đấy, đồng hồ bên em sẽ cam kết là chính hãng 100%, máy móc linh kiện bên trong là zin nguyên bản. Mọi thứ đều hoạt động rất là tốt, ổn định, không có vấn đề gì cả.
Đấy, và bên em bảo hành 5 năm, cam kết đồng hồ chính hãng và bao check, bao thẩm định toàn quốc cho anh em yên tâm sử dụng nhé. Cảm ơn em đã theo dõi video của em nhé. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo.